Ok, hello, xin chào các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về 5 mức chỉnh ốc của khối Wiggy Mamba này ha. Và trước khi vào video á, thì mình cũng muốn nói đây sẽ là cái cảm nhận cá nhân của mình. Đấy, thì nó có thể sai hoặc đúng với một số người nên mong các bạn thông cảm ha. Còn nếu các bạn có ý kiến về 5 mức ốc này hoặc là các bạn có cảm nhận khác mình á, thì các bạn có thể bình luận xuống dưới phần bình luận cho mình biết nha. Đấy, bây giờ thì chúng ta vào video thôi. Và trước khi đến với thử từng nấc á, thì mình cũng sẽ nói trước là mình sẽ nêu cái điểm mạnh của nó trước và cái điểm yếu thì mình sẽ để ở phần cuối video ha. Đấy, ok, và đây là mức 1 nha các bạn, có trên thôi. Wow. Rồi, thì mình thấy á, đầu tiên là mình thấy là tốc độ của nó khá là nhanh. Đấy, và cũng như là cái góc này, các bạn nhìn này. Cái góc cực tốt luôn. Đó. Thì điểm mạnh của khối này thì, ở đâu, điểm mạnh của cái mức ốc số 1 á, thì theo như mình thấy rất là nhanh. Tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Nó nhanh như cách mà người yêu bỏ mấy ông vậy á. À, thì ra mày chọn cái chết. Đấy. Và cái mức này thì mình thấy cũng chả có cái gì đặc biệt cả. Chỉ có cái là nó nhanh vờ lờ. Và cái góc thì tốt. Đấy. Cái góc này mình thấy là để ý cái góc của cái mức số 1 này á, nó thậm chí còn nhẹ hơn cả cái góc của RS3M luôn các bạn. Nhẹ khủng khiếp luôn. Đó. Rồi chúng ta cùng đến mức số 2 nha. Ok, thì đây là mức số 2. Thì thấy phát trên nhé. Ok. Rồi, thì ở mức số 2 này á, thì tốc độ của nó vẫn rất là nhanh luôn. Nó không thua kém gì mức 1 cả. Chậm hơn cái mức số 1 một tí xíu thôi. Đấy. Chứ thật sự là mình thấy cái mức 2 này nó vẫn còn rất là nhanh. Và các góc thì đó, vẫn còn rất là tốt. Các cực tốt luôn. Khỏi bàn. Đấy, và nó có cái độ ổn định hơn mức 1 một chút xíu. Đó. Cơ bản vậy thôi. Rồi, ra đến mức số 3 nha. Rồi, đây là mức số 3 nha các bạn. Phát trên thôi. Rồi, thì theo như mình thấy cái mức số 3 này thì tốc độ nó sẽ giảm một chút. Lúc nãy là hai cái mức 1 và mức 2 á, là tốc độ của nó là 10 đúng không? Thì cái mức này giờ chỉ còn 8 hoặc 7 rưỡi thôi, chứ nó cũng không có nhanh như lúc ban đầu, nhưng mà nói chung vẫn rất là nhanh luôn. Đấy, chỉ chậm hơn một chút xíu và cũng như là có độ ổn định. Cái mức này thì theo như mình thấy là nó ổn định là khá là tốt. Về các góc thì vẫn còn rất là tốt, nhưng mà bạn sẽ dùng lực ở mức là kiểu gọi là ở mức nhẹ chứ không phải là rất nhẹ nha, nhẹ thôi chứ không phải là rất nhẹ đó. Nói chung vẫn còn các góc vẫn còn rất là tốt. Thì mức này thì tốc độ vẫn còn rất nhanh, ở mức 7 hoặc 8 hoặc 7 rưỡi đấy, tốc độ đấy. Các góc thì đây còn rất là tốt và có độ ổn định. Đó, thôi chúng ta đi qua mức 4 luôn nha. Rồi đây là mức 4. Và trước khi first turn á, thì mình cầm vào thì mình cũng đã thấy là cái mức này nó khá là cứng cáp các bạn. Kiểu cầm vô robot á, là mình đã cảm thấy là cái mức 4 này á, ở mức 4 này thì mình thấy nó rất là cứng cáp. Đấy, chứ nó không có giống như là cái mức kia. Nó cứng lắm các bạn. Đấy, first turn nha. Theo như mình thấy thì ở cái mức 4 này á, tốc độ nó không giảm nhiều cho lắm. Đấy, à, cái công nghệ này của Wiggy á, là nó chỉ nếu bạn nào chưa biết thì mình sẽ nói cho mấy bạn đó biết nhé. Những bạn nào biết rồi chỉ nghe thôi cũng được. Đấy, thì nó chỉ là giúp cho mình là độ
chỉnh được độ giãn tension thôi. Nếu chỉ là độ giãn của ốc á. Còn về chỉnh về lực nén nội soi thì nó vẫn có một tí xíu. Đấy, nó chỉ bạn càng dặn cho nó chặt lên thì nó chỉ càng giúp bạn kiểm soát hơn một chút xíu thôi. Thật sự là tốc độ của nó không giảm đi là bao đâu các bạn. Nói chung là vẫn còn ở mức là nhanh đấy. Đây là mình chỉnh ở mức 4 rồi, bạn nhìn ốc này chặt nè, mà vẫn còn rất là nhanh. Và cái góc thì wow, bình thường mà RS3M ở mức này là nó cắt nó vẫn còn, tuy là vẫn được 45 độ nhưng mà nó wow, khó này nó ở mức góc chặt như thế này mà vẫn cắt được 45 độ á ta. Wow. Đấy, thôi bỏ qua việc cắt góc. Thì theo như mình thấy á là cái mức này là sẽ là cái mức cấu trúc ổn định và dành cho những người nào tầm sub 30 á, thì 20 thì chơi ghi ở mức này là rất ok luôn, kiểu như rất ổn định các bạn, chứ nó không có kiểu bay, nó không kiểu bay quá như mức 1, mức 2, hoặc là nó không có kiểu mà hơi bị chậm quá như ở mức 3 ở đó, nó không có chậm quá nhưng mà kiểu như là cái mức 3 nó vừa phải ấy. Cái mức này thì phù hợp cho những bạn nào mà sub 30 hoặc 20 như mình nói. Đấy, tốc độ thì mình thấy nó không giảm đi quá nhiều, chỉ giảm một chút xíu thôi. Còn cắt góc thì giảm thì bạn thấy là nó cần dùng lực mạnh hơn, chứ cắt góc 45 độ thì vẫn được, mà dùng lực mạnh hơn một chút xíu, lâu lâu nó vẫn kẹt này, bạn thấy không? Đó, nói chung là vẫn được. Đấy, thì mức này là sẽ là chủ yếu là bạn sẽ thấy rõ nhất ở mức 4 là nó ổn định thôi. Đấy, ta đi nhanh qua mức 5 luôn nha. Rồi, thì đây là mức 5 thì cũng cảm giác giống hệt như mức 4 luôn. Lúc mà mình chưa cầm lên mình first turn nữa thì mình đã thấy nó rất là nhanh rồi các bạn à. Kiểu nó rất là nhanh luôn. À đây đâu, mình nhầm. Nó rất là cứng cáp chứ mình nhầm, xin lỗi. Đấy, kiểu nó còn cứng, thậm chí mình chưa first turn nữa mình cầm lên mình đã thấy nó còn cứng hơn cả ở mức 4. Kiểu cầm lên cục rubik nó rất là cứng cáp chứ nó không có bị lỏng lẻo, cực kỳ cứng cáp luôn. Nó và tốc độ thì lần này thì mình thấy nó giảm rõ rệt hơn 4 cái mức kia. 4 cái mức kia các bạn, bạn thử đi chơi từ mức 1, mức 2, mức 3 tới mức 4 á, tới cái mức 4 bạn mới thấy nó giảm thân được tốc độ một chút xíu nha. Rồi mức này các bạn thấy là nó giảm rõ hơn. Bây giờ thì tốc độ thì nó chỉ còn là 7 thôi, 7 hoặc 6 rưỡi thôi. Đấy, giảm đi cũng tương đối rõ rệt. Còn về cắt góc thì thôi bạn đừng có bàn trên cái mức 5 này nữa. Cắt góc trên cái mức 5 này thì quá là vô mod luôn. Nói chung là cắt góc trên mức 5 này bạn không cần phải bàn đi. Cắt góc nó hơi khá là nặng, phải nói là cắt cực kỳ khó, thậm chí là cắt không được luôn. Đấy, thì ở cái mức này thì theo như mình thấy là bạn nào muốn luyện Frenchic có thể chỉnh lại cái mức này chơi là tuyệt vời luôn. Đấy, là mức này dành cho những người nào mới chơi á, sức 50 hoặc là 40 chơi cái mức này là ngon. Đó, thì tốc độ nó giảm này nè, và cũng như là cái mức này sẽ là mức ổn định nhất, cùng theo đó là nó sẽ là cái mức cắt góc kém nhất, mức chậm nhất. Đó, thì điểm mạnh của cái mức này thì theo như mình thấy là cấu trúc của nó sẽ là tốt nhất. Đấy, thôi bây giờ thì mình sẽ đi tiếp cái phần cuối cùng là phần điểm yếu nha. Rồi, thì chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng là phần điểm yếu. Thì đầu tiên là điểm yếu của mức 1. Như hồi nãy mình nói là nó nhanh và cắt góc tốt, nhưng điểm yếu của nó là các bạn sẽ thấy là nó hơi bị kiểu rời rạc. Chỉ lúc các bạn xoay á, bạn xoay kiểu như thế này. Đây, kiểu như thế này đúng không? Đó, thì bạn sẽ cảm thấy cái tuy là cái cấu trúc của nó không khiến bạn bị kẹt hay không khiến bạn lóc ốc gì hết, nhưng mà các bạn sẽ thấy nó hơi bị kiểu hơi bị rời rạc á. Nó không phải là lỏng lẻo mà nó hơi bị rời rạc. Nói vậy cho dễ hiểu là lúc bạn, ví dụ bạn xoay đi, là cái góc của nó hay kiểu bị như nè, lúc bạn lên này đúng không, xoay nhanh á, lúc bạn xoay chậm thì không nói, mà lúc xoay nhanh thì nó sẽ cảm thấy rõ cái điều đó, là cái góc của nó cứ kiểu giống như là nó bay ra kiểu này nè, ở mức 1 á. Đấy, và nó sẽ hơi bị kiểu không hẳn gọi là lỏng lẻo mà nó hơi bị bay quá, với lại giống như là nó hơi bị rời rạc, nên bạn sẽ cảm thấy là nó hơi bị kiểu nhão nhão một chút. Đó, điểm yếu của mức 1 thì theo như mình thấy là hơi bị rời rạc một chút. Còn mức 2 á
thì nó không thay đổi quá nhiều. Đấy, thì ở cái mức 2 thì mức 2 với mức 3 nó sẽ ổn nhất nha. Đấy, thì điểm mạnh của mức 2 thì mình cũng đã nói rồi, thì điểm yếu thì cũng giống hơi giống với mức 1, nó sẽ hơi bị rời rạc một chút xíu, nhưng mà lần này nó đã giảm lại, cũng đã có cái độ cứng cáp. Chỉ là mình thấy là cái mức 1 và cái mức 5 là sẽ là hai mức dở nhất thôi, còn mức 3 đến mức 4 thì ra mức 2 đến mức 4 thì đều ổn. Đấy, ở mức 2 thì nó ổn định mà giữ vững cấu trúc của nó thì ở mức là tốt, chỉ mức tốt thôi đó. Nói chung là vẫn còn hơi bị rời rạc một tí xíu, nhưng mà dù sao cũng là một điểm yếu đó. Thì tiếp theo đến mức 3, thì ở cái mức 3 này thì mình thấy nó sẽ là một cái mức hoàn hảo nhất cho tất cả mọi người. Đấy, thì nó sẽ không còn cái tình trạng gọi là bị rời rạc nữa. Thì cái góc nó bị rời rạc như mình nói á đó. Nó không còn bị tình trạng đó nữa, và cấu trúc của nó sẽ ở mức là rất là tốt luôn. Đấy, các bạn xây sẽ không bị lấp ốc quá nhiều, và cũng như là cách góc vẫn còn rất là tốt và tốc độ vẫn còn rất là nhanh. Đấy, mình theo mình nghĩ mức 3 này thì mình chả có gì để chê cả, vẫn nói chung là phù hợp với tất cả mọi người. Còn tiếp theo là mức 4 thì như mình nói rồi đấy, thì cách góc nó sẽ bị giảm xuống một chút, cắt vẫn được nhưng mà các bạn sẽ dùng lực mạnh hơn một chút, và cũng như là sẽ có một cái độ cứng cáp. Đấy, cứng cáp cũng như là tốc độ sẽ giảm đi một tí xíu. Nếu như người nào mà thích chơi ở mức tốc độ vừa phải thì có thể chơi ở mức 4, nhưng mà đồng thời phải chấp nhận là mức đó sẽ cắt góc nó hơi nặng một chút xíu đó. Còn ở mức 5 thì mình thấy là nó gọi là mức tệ nhất luôn, là nó cắt góc sẽ không được tốt đó, góc không được tốt và cũng như là tốc độ nó sẽ hơi chậm, phải nói là nó khá là chậm. Đấy, thì mọi thứ như là tốc độ cắt góc đồ, rồi nói chung là hai cái này nó giảm đi khá nhiều, nhưng mà về độ dựa vững cấu trúc thì nó sẽ là cao nhất trong ba nấc. Đấy, mà mình cảm thấy nó cao, dựa vững cấu trúc của nó cao quá đến mức mình thấy nó hơi bị dư thừa các bạn, ở cái mức 5 á. Đấy, nên theo như mình nghĩ, nếu mà bạn setup mày để chơi á, tập luyện rồi cũng như là chơi thường xuyên thì nên chỉnh ở mức 3 nó sẽ là ổn nhất. Đấy, thì đó là cảm nhận cá nhân của mình về năm mức ốc của khối Wii Mamba này. Đấy, mà cũng nhiều khi tôi buồn tuổi khỉ thiệt mấy ông. Ủa mà tuổi khỉ là cái gì mày? Là tuổi thân đó. À ok. Thôi thì video mình chỉ thôi, bạn thấy thích video này hãy cho một like cũng đã đăng ký kênh ủng hộ mình nha. À, và đừng quên vào cái chuông để nhận báo khi ra video mới nhất nha. À quên, mình cũng muốn nói cho các bạn biết một điều luôn là kênh mình đã đạt được 100 người đăng ký rồi các bạn. Nó rất là vui luôn. Đấy, nếu mà các bạn muốn hỏi câu hỏi gì á thì cứ bình luận sẵn đây, mà mình cứ bình luận xuống cái video này cho mình biết luôn nha. Đấy, mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi các bạn mà bạn hỏi. Trả lời hết không thì mình biết. Đấy, thì nói chung á là mình cũng vừa ăn mừng 100 người đăng ký, cũng như là mình sẽ trả lời câu hỏi cho tất cả các bạn luôn. Đấy, nên cứ có thắc mắc gì thì cứ hỏi hết xuống đây nha. Đấy, nếu mà mình không làm hết được ở trong một video thì mình sẽ ra phần 2, phần 3 đó. Đấy, thì bây giờ bye bye.